sư đã xong. Em kính mời chị Nhược Huỳnh lên đọc chánh kinh ngày hôm nay. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhược Huỳnh để chị điều phối chương trình. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn. Kim Nhung, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiệu Vũ, cảm ơn Châu Phan cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư Tâm Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, kính cảm ơn Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ phái Tam Bảo thọ trì vi giới cũng như cung thịnh pháp sư. Dạ, bây giờ con xin phép được đọc phần chánh văn bài học ngày hôm nay. Là trước khi chúng con thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh lên giảng dạy ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Bài học hôm nay Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên Bảy La Mã Phạm Thắng. Bài Bảy La Mã bị treo cột. Vật gì treo cột đời, vật gì bao phủ đời, vật gì đóng kín đời, trên gì đời an trú. Thế Tôn khát ái treo cột đời, già nua bao phủ đời, sự chết đóng kín đời, trên khổ đời an trú. Nam Mô Bụt Tha Giá. Bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu. Bạch sư, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được vui tiến hóa. Dạ, bạch sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nam Mô Bụt Tha Giá. Rồi, sư không nghe rồi, sư chạy ra rồi. Dạ, đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát ạ. Dạ, con thấy sư đã trở lại đạo tràng rồi. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết sao mà cái đường truyền bữa nay nó cứ trục trặc, nãy giờ nó rớt liếc nếu mà trong thời pháp có gì trục trặc thì xin chư Tôn Đức cũng như tất cả quý vị quan hỷ. Dạ, hôm nay thì chúng ta học tới hai câu. Câu thứ bảy là bị treo cột, câu thứ tám là bị đóng kín. Đó là hai câu này bị gì nó cái ý nó trùng nhau. Cho nên là chúng ta học luôn hai câu. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài và đã đọc phần chánh kinh. Và trước khi vào phần chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư Tôn Đức nhưng mà tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo. Làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddha Giá, Namo Dhamma Giá, Namo Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo, Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã phải gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo, Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng.
sanh là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khen ngay. Chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thần sự trong đời sống hiện tại cũng như hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy giá. Thì cái câu thứ bảy, vật gì treo cột đời, vật gì bao phủ đời, vật gì đóng kín đời, trên gì đời an trú. Rồi câu thứ tám là vật gì đóng kín đời, trên đời gì an trú, vật gì treo cột đời, vật gì bao phủ đời. Thì Đức Thông với Đức Thế Tôn giải đáp rằng khắc ái, tức là những cái tham muốn treo trói buộc cuộc đời, trói buộc tất cả những chúng sanh ở trong tam giới, thì già nua bao phủ đời, tức là cái định lực là vô thường khổ vô ngã, là nó là chi phối là tất cả dạng pháp, sự chết đóng kín đời. Thì mỗi chúng sanh cái kiếp sống hiện tại nó mở ra bằng cái gì, cái tầm tục sanh, và nó kết thúc cái đời sống hiện tại bằng cái tâm tử, và sau cái tâm tử thì cái tâm tục sanh nó lại diễn tiến tiếp tục để mở ra một cái kiếp sống mới nữa. Cho nên nó là cái chết nó tạm thời nó đóng lại cái kiếp sống hiện tại, và cái tâm tục sanh nó sẽ mở ra một cái đời sống mới. Trên khổ đời an trú, thì quý vị thấy rằng ở thế gian này là khổ, khổ do sanh già bệnh chết, khổ trong cái đời sống, khổ trong cái thân ngũ quẩn này, nhưng mà quý vị nhìn cái khi nào mà nó khổ quá, nó đau đớn, nó nhức, nó nhói thì người ta mới rên la. Chứ còn mà nó khổ mà nhẹ nhẹ êm êm thì ta quên đi, ta quên. Quý vị thấy rằng những cái con vật, thấy không? Hả, mà con sư tử, con hổ, con báo mà dí nó, con chân dương rồi con hưu, con nai rồi, lúc đó là nó hoảng hốt, nó sợ hãi, nó chạy để nó né tránh, nó né tránh cái sự chết. Nhưng mà có một con nào thế mạng rồi đó, bị con hổ, con sư tử, con báo rồi nó dồ lấy, nó ăn rồi đó, thì sao? Mấy con kia nó trơ mắt đứng, nó nhìn, nó thản nhiên, nó nhẫn nhơ, nó gặm cỏ rồi như không có chuyện gì xảy ra nữa đó. Thì cái khổ là luôn luôn nó bao phủ lấy chúng sanh, nhưng mà vì cái tâm vô minh, cái tâm vô minh, giống như những con hưu, con dê, con quặng, con rồi đó, khi mà nó thấy đồng loại của mình bị con kia ăn thịt rồi thì nó nói như vậy là con kia chứ không phải mình có sao hết, mình tự nhiên mà, mình khỏe mà, bệnh là tại vì ông kia, ông bệnh, bà kia mới bệnh chứ mình không bệnh. À, cho nên là trên cái khổ, trên cái bách phiền não, nhưng mà vì vô minh, vô minh nó che án mà không có thấy, đâu có khổ đâu, trời ơi sung sướng người chết, mấy người kia họ khổ chứ tôi đâu có khổ đâu. Cho nên đó là khi mà cái khổ mà nó tạm thời, nó lắng dịu, nó tiềm ẩn á, thì chúng ta quên đi, chúng ta cho rằng là mình cũng khổ,
Mà khi nào mà nó bùng phát lên, nó đau đớn quằn quại, rồi lúc đó mình mới rên la khóc than này kia nó, không? Lúc đó mới nghĩ tới cái chuyện mà cái chuyện đi tu. Trời ơi, kỳ này mà tôi hết bệnh, tôi ráng lo tu à, ráng lo tu. Nhưng mà qua cái cơn đó rồi cái bắt đầu dễ vui trở lại. Kệ không sao, đau một chút vậy là cũng hết chứ không có hề hấn gì, kệ tu làm gì, tu nãy giờ nhiêu đó đủ rồi, thôi giờ nằm nghỉ chút, lo công chuyện chút, lo chuyện này chuyện kia cho người này cho người nọ chút chứ quên đi. Thành ra đó là chúng ta bị các cái pháp nó trói buộc, nó dày dò, khổ đau, nhưng mà mình không có sợ, đúng không? Thì quý vị thấy rằng đó, hồi xưa có những cái hình phạt cho những cái tội nhân, ví dụ như là người ta dùng cái hình phạt đó là ta dùng cái hai cái viên gỗ ta đóng đóng tréo kêu bằng cái thập tự đó, cái bắt đầu sao những cái tội nhân á, ta lấy dây, ta treo lên cái cây đó, ta trói vô hai cái cây đó, rồi á, nếu mà nó không lấy dây nó trói thì sao? Nó lấy đinh nó đóng vô, nó treo lên để phải chịu cái hình phạt khổ đau, bỏ đói bỏ khát, bị phơi ngoài nắng cho đến chết đó. Rồi có những hình phạt còn thảm khốc nữa, sao phải không? Tùng xẻo, những cái tội nhân mà ăn nữa là đem ra pháp trường trói vô cái cây cột. Rồi cái ông quan giống như quan tòa mà xử án thì cũng có cái trống, thay vì chém một nhát cho nó chết không có, cái này cứ ông đánh trống một tiếng, đánh một tiếng thì thẻo miếng thịt, đánh một tiếng thì thẻo miếng thịt, vậy đó gọi là cái tội là tung xẻo, là cứ đánh một tiếng trống là thẻo miếng thịt. Rồi còn một cái trong cái hồi đó sư coi trong cái luật hồi xưa đó, cái thời mà thời không biết lâu quá rồi, học cái lịch sử lâu quá rồi, cái thời không biết nhà Lê hay là nhà Nguyễn gì quên, thì có cái bộ luật Hồng Đức đó, quý vị biết không? Nó còn có một cái hình luật mà trừng trị tội nhân còn ghê nữa. Quý vị thấy mà mấy người ta mà nước trôi cá lóc không? Thì cái bộ luật mà của Hồng Đức ở trong đó nó có một cái hình phạt rất là ghê gớm đối với cái tội nhân, là lấy rơm khô quấn hết cái người tội nhân, rồi cái bắt đầu châm lửa đốt, trói cái người tội nhân lại, rồi bắt đầu bỏ rơm vô xong cái bắt đầu đốt lửa cho đó. Thành ra đó, người ta ở thế gian này họ ngồi họ suy nghĩ ra nhiều cái hình phạt để mà gây chết chóc khổ đau cho các cái, những cái tội nhân. Thì ma dương cũng có nhiều cái hình phạt, rồi do những cái duyên nghiệp, do những duyên nghiệp bất thiện mà chúng sanh tạo đó, thì nó ra cũng nhiều cái khổ đau. Quý vị thấy rằng có những cái người đó bị bệnh, nằm một chỗ, mà phải chịu đựng trải qua một cái thời gian rất là lâu, rất là dài, đó, giống như những cái tội nhân mà bị treo cột ở trên những cái cây, mà cái cột cái thập tự cái này thì kia để chịu đựng những cái hình phạt. Thì thật ra chúng ta cũng giống như những cái chúng sanh vậy,
giống như những con cá, những con hươu, con quẩn, con dê rồi là kia nọ vậy. À, mặc dù khổ lắm, nhưng mà mình quên đi. Cứ mãi nhẫn nhơ. Hay quý vị thấy mấy con cá không? Nó lội ở trong nước bình thường, nó có gì đâu khổ. Chừng nào bị mấy con cá lớn nó tạp thì lúc đó mới khổ. Chứ còn bình thường tung tăng nhẫn nhơ, hay là mấy con chim vậy đó. À, chừng nào bị thợ săn bắn hay là bị con chim cắt rồi nó bắt đó. Đó, ăn thịt trên này rung nó mới khổ. Chứ còn đường cũng bay tung tăng nhẫn nhơ, rồi cũng đủ thứ trò. Thì mình nhìn lại cái, mình nhìn lại chính cái cuộc sống của mình vậy. À, khi nào mà bị hành hạ đau đớn bởi bệnh tật á, à, nó lên đến cực điểm á, cái bằng ráng kìm, ráng ấy không nổi á, thì mới lúc đó mới rên la. À, chứ còn mà nó đau kệ không sao, đau chút nó hết chứ gì đâu. À, rồi mình cứ bỏ qua đó. Cho nên chính vì cái vô minh á, cái vô minh á, nó cột, nó trói mình. Thì Đức Phật mới ví giống như là chúng ta đó, khi mà chúng ta không có thấy được, không có hiểu Phật pháp đó, thì giống như bị treo cột, bị đóng kín trong cái vòng quay, bị đóng kín trong cái sanh tử luân hồi đó. À, cho đến khi nào mà cho đến khi nào mà chúng ta đó hiểu biết Phật pháp rồi, sao mình phải cố gắng nỗ lực, tu tập, tạo những cái phước lành. Những cái phước lành này nè, cầu mong hướng đến cái sự giải thoát. Chứ còn mà mình còn làm tạo những cái phước báo đó, mà mình còn cầu mong được hưởng an vui hạnh phúc ở cõi trời, ở cõi người, còn muốn hưởng những cái đặc thú của nhân thiên, là mình cũng còn bị cột trói. Cho nên là trong cái ngũ ma đó, thì có là pháp hành ma dương. Pháp hành ma dương ở đây là những cái chúng sanh phàm nhân, tạo những cái bất thiện nghiệp, tạo những bất thiện nghiệp này đó, đi đến khổ cảnh, thì cũng bị cột trói ở trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Mà những chúng sanh phàm phu đó làm những cái việc thiện, tạo những cái phước báo, nhưng mà sao rồi đắm nhiễm vô đó, mong muốn được thụ hưởng cái phước báo nhân thiên, thì cũng là bị trói buộc, cũng bị treo. Nhưng mà điều cái mình tạo phước á, thì mình bị cũng bị cột trói, nhưng mà điều cái cột trói nó đỡ hơn chút, đỡ hơn là cái bị cột trói của cái bất thiện. Cho nên khi nào mà chúng ta hiểu biết, rồi chúng ta cố gắng nỗ lực học pháp tu tập, với cái chí hướng là để sao, để vượt thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, để vượt thoát cái sự che kín bao phủ của vô minh, thì lúc đó chúng ta mới thoát ra. Giống như cái người mà bị giam cầm ở trong cái hang động, hay là trong cái tù đó, mà nó tối thui hết. May mắn có một cái lỗ nhỏ để thấy được cái ánh sáng ở bên ngoài, thấy được những cái cảnh vật bên ngoài. Nhưng mà sao, mình thấy không có rõ. Nhờ vậy mình phải cố gắng quyết liệt, mình dùng mọi cách để mình phá cho cái này nó càng lúc nó càng rộng ra,
càng lớn ra để mà thoát ra cái sự cái giam cầm, cái sự trói buộc, cái sự giam hãm bao phủ của thế gian này. Đó, cho nên á, chúng ta phải biết tất cả chúng sanh mà còn ở trong thế gian này là còn khổ, phải không? Vua chúa cũng khổ, chư thiên cũng khổ, mà những kẻ bần cùng nghèo khổ, đói rách lang thang đầu đường xó chợ cũng khổ, tất cả đều khổ. Chứ không phải mình nữa, cứ mình cứ nghĩ mấy người mà họ giàu có, họ có tiền của, họ ở nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, họ có quyền thế địa vị, họ cũng khổ. Sự thật ra họ cũng khổ à. Chỉ khi nào á, chỉ khi nào mà chúng ta đạt đến, tu tập đạt đến cái tầng thánh thứ tư, tứ đạo tứ quả, rồi sao? Đến cái giây phút mà mình rũ bỏ cái thân ngũ uẩn này, thì lúc đó mới chấm dứt, mới hoàn toàn hết khổ. Chứ còn bậc thánh hữu học thì cũng vẫn còn khổ. Bậc thánh tứ lậu thì mặc dù cái thoát khỏi cái khổ tâm, nhưng mà cái duyên nghiệp, những khổ đau ở trên cái thân ngũ uẩn này nó vẫn còn khổ. Thì quý vị thấy rằng cho đến Đức Phật chánh đẳng chánh giác, cho đến Đức Thế Tôn mà trong cái những cái ngày cuối đời của ngài, ngài đi du hành trở về Kusinara, ngài cũng chịu sự dày dò hành hạ khổ đau bởi cái chứng bệnh kiết lỵ. Nhiều lúc đi ở trên đường, bệnh tật nó dày dò, khát nước đến khô cổ. Rồi đi qua một cái con lạch nhỏ, mà cái con lạch này á, mấy trăm cổ xe bò nó mới vừa đi qua của cái đoàn thương buôn đó, do đó nước nó đục lắm. Nhưng mà Đức Thế Tôn quá khát, mới bảo ngài Ananda là hãy múc nước để cho Đức Thế Tôn dùng. Thì ngài Ananda mới thấy là nước nó đục quá. Nhưng mà vì cái oai lực của bậc chánh đẳng chánh giác thì Đức Thế Tôn mới bảo ngài Ananda là cứ múc đi. Tự nhiên khi mà đưa cái bát là xuống cái lọc nước á, thì bắt đầu nước tự nhiên nó trong lại, và múc nước đó để cho Đức Thế Tôn dùng. Vì thế cho đến bậc thánh tứ lậu rồi đó, bậc chánh đẳng chánh giác đó, hay là cái trường hợp rất nhiều vị đó, ngày phía dưới má là đá đó, do cái duyên nghiệp quá khứ là cái người mà đi bẫy chim, đốt lửa, văng lưới xong rồi bắt đầu đốt lửa ở cái chiều bên này để dí cho chim chóc, cho thú nó chạy vô mắc ở trong cái lưới, để mà đem bán, để ăn, để đem bán để lấy tiền. Rồi sao, bữa nào bán hết thì thôi, bán không hết á thì bẻ cánh, bẻ chân để sợ nó chạy, để giam lại để ngày mai bán tiếp. Cho nên vì cái duyên nghiệp đó mà sao bị cái bây giờ gọi là cái chứng bệnh thời kỳ này, nó gọi là xương thủy tinh, là những cái người đó bị cái bệnh loãng xương, xương nó rất là giòn, chỉ cần đụng tới một cái là nó gãy. Rồi sao mình mẩy nó các cái mục nó mọc khắp mình, rồi nó lở lét, nó hôi thối, không ai dám tới gần hết. Chỉ có ngày cuối cùng, Đức Phật quán xét, Đức Phật thấy
Ngài mới đi đến để tế độ. À, Ngài mới biểu mấy vị thì khu rinh cái giường của Ngài Kirimananda đem ra ngoài. À, rồi Ngài mới gỡ hết cái y ra, biểu chư tăng nấu nước. À, Đức Thế Tôn mới lao mình giống để cho lắng dịu bớt những cái khổ đau của thân. Lúc đó Đức Phật giảng chánh pháp và Ngài mới đắc quả A La Hán và vô dư niết bàn. Đó, thành ra đó chúng ta đó phải thấy được, phải kinh tởm, phải ghê sợ, vừa đủ để nhàm chán cái thế gian này, đúng không? Rồi mình ráng thoát ra, chứ mình đừng có bị che phủ, bị đóng kín ở trong cái vô minh, sự bủa vây của phiền não, đó. Mà mình cứ 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 tung tăng an vui trong cái khổ, mình an trú ở trên cái khổ, thì khi mà chúng ta thấy được, chúng ta có sự kinh hãi ghê sợ, nhàm chán, cố thoát ly, bằng mọi cách cố mình thoát ly, thì chúng ta mới có thể thoát ra. Còn nếu mà chúng ta dễ vui, chúng ta cứ nghĩ người này khổ, người kia khổ, ông này khổ, ông nọ khổ, bà này khổ, bà kia khổ, tôi cũng khổ, tôi cũng bình thường mà, đâu có gì đâu, người này bị bệnh ung thư, người kia bị bệnh này bệnh kia, tôi khỏe luôn, không có bị gì hết á, thì chúng ta sai lầm. Cho nên á, Đức Phật nói rằng người nào họ suy nghĩ họ còn cường tráng mạnh khỏe đó, họ không có khổ, không có bệnh tật gì hết, là cái người điên. Là người điên. Tại sao? Họ chạy ra bên ngoài, họ chạy theo trần cảnh bên ngoài, họ không thấy rằng chúng ta giống như cái ngôi nhà đang bị vô thường, khổ, vô ngã, là những cái con mối nó gặm nhấm, nó đục, nó phá, từng sát na, từng giây, từng phút, mà cái sự khổ nó đang rấm rứt, nó hoành hành, từng chút, từng sát na, từng giây, từng phút. Nhưng mà vì mình không quay lại, mình quán sát ở trong cái thân ngũ quẩn này, không quán sát được cái sắc quẩn nó đang bị chịu đựng bởi khổ, bởi sự biến hoại, bởi bệnh tật, bởi sự thay đổi, rồi cái danh pháp nó cũng đang luôn luôn là biến chuyển, không đang vui đó rồi buồn đó, đang muốn tạo phước đó rồi cái là bắt đầu cái là phiền não đó, nó thay đổi, không muốn làm phước nữa, đang vui đó, đang thích thú trong cái thiện pháp đó, nhưng mà rồi sao, rồi bắt đầu bị che án, thôi chán không, thế này thì khác, nghĩa là mình cũng thấy rằng cái danh pháp của mình á, cái tác ý của mình, cái tâm của mình á, nó cũng luôn luôn là biến chuyển, chứ nó không bao giờ ấy. Cho nên á, là chúng ta phải quay lại, nhìn lại trong cái thân ngũ quẩn này, từ cái thô là cái sắc quẩn này, nó luôn luôn nó thay đổi, nó biến chuyển, luôn luôn là nó sanh diệt. Rồi cái tâm của chúng ta cũng vậy, những cái tác ý, những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng của mình này, nó thay đổi liên tục, mới thiện nhảy qua bất thiện, mới bất thiện thì nhảy qua thiện, mới
thích thú đó, rồi muốn cái chán đó, à quan hỷ đó, rồi cái bắt đầu không quan hỷ đó, ha, liên tục không dừng nghỉ. À, cho nên là chúng ta phải tìm hiểu, à rồi chúng ta phải học hỏi, rồi chúng ta phải suy tư, à để chúng ta thấy được, rồi sao chúng ta phải nỗ lực tu tập để mà thoát ra. À, chứ không á thì chúng ta cứ mãi bị treo cột, bị đóng kín, à bị giam hãm ở trong cái thế gian này, à trong cái dòng quay sanh tử luân hồi, à trong cái cổ máy, à sanh già bệnh chết. À, cho nên đó là chúng ta phải nỗ lực, à chúng ta hiểu biết để mà chúng ta vượt thoát ra. À, cho nên đó là cái điều mà căn dặn, mà Đức Thế Tôn căn dặn cuối cùng khi mà Ngài vô dư niết bàn này, à phải nỗ lực tu tập, à phải nỗ lực tu tập, không nên dễ vui. À, dù là bậc xuất gia hay là tại gia cũng vậy, à chúng ta phải cố gắng, à nỗ lực tu tập, chứ không nên giải đãi dễ vui. À, khi nào mà chúng ta còn giải đãi dễ vui, à thì sao, thì mình còn bị cột trói, à ở trong cái vòng quay bất tận của khổ đau. Ừ. Hay là ở bên Bắc Truyền thì là tam giới như quả trạch trong cái ngôi nhà lửa, nó cháy tùm lum hết rồi, à nhưng mà ngay chỗ của mình á, ngay chỗ mình đứng á, nó chưa tái cháy tới, nghĩ ô nó cháy vòng kia, nó cháy vòng kia chứ nó chưa cháy tới tôi. À, người ta còn dùng cái hình ảnh là lửa cháy trên đầu, à lúc đó lửa cháy trên đầu lót phủi, à quyết liệt, nhưng mà hả mà nó vừa tắt rồi thôi bình thường trở lại, không lo nữa, không đó. Cho nên á là chúng ta sao phải thức tỉnh, phải thấy được, rồi phải lo phòng bị, à phải lo tu tập để mà chúng ta chuẩn bị để đối phó với tất cả những cái chướng ngại phiền não, những khổ đau cuộc đời. Rồi sao? Tìm cái phương hướng, à tìm những cái phương pháp, những cái cách thức để mà chúng ta vượt thoát ra. À chứ còn nếu mà chúng ta cứ mãi an trú trên cái sự khổ, à thì chúng ta còn khổ đau. Giống như Đức Phật nói là đâu phải nói cái thế gian này hoàn toàn khổ, thỉnh thoảng nó cũng có những cái giọt mặt, à hay là thế gian này thì vui nhưng mà khổ nhiều, à những giọt mặt này quặn lắm, lâu á à nó mới nhỏ xuống, à nhưng mà khi mà chúng ta nếm cái giọt mặt là chúng ta quên đi những gai góc nó bao phủ, à nó dày dò, nó châm chích đau nhức, à à cái mình nghĩ à cuộc đời này à, khổ chứ nó cũng vui, à làm lụng cực khổ gì chứ, tối thì coi hát rồi này kia nọ sát sướng rồi cũng vui chứ, à đó, rồi chúng ta quên, à cái khổ á thì cả 24 tiếng đồng hồ mà mình không thấy, à vui có chừng 50 phút, 20 phút, nửa tiếng, à mình say đắm, mình đắm nhiễm trong cái vui thú, cái lạc thú của trần cảnh á, à mình thích thú, mình chìm đắm trong đó, à thì mình quên đi 23 tiếng đồng hồ mà bị dày dò bởi khổ đau, à còn nằm ở trong phòng mà cấp cứu, phòng săn sóc đặc biệt á, thì mình thấy khổ, à chứ mà ra khỏi phòng
săn sóc đặc biệt rồi ra ngoài giường thì thấy cũng tỉnh mơ à, cũng vui thú à, nhiều lần đi vô bệnh viện cũng thấy à, nằm ở trong phòng đặc biệt đó, cấp cứu đặc biệt đó, lên la. Nhưng mà tới chừng mà đưa ra ngoài rồi thì cũng ngồi hút thuốc rồi cũng ngắm trời ngắm đất rồi tự nhiên, chứ không có thấy, không có thấy khổ. Bởi chính cái mà gì, cái mà an trú trên cái sự khổ à, tại sao dễ vui à, dễ vui không thấy được, không có sợ hãi, không có nhàm chán, không có kinh tởm à, mà chúng ta cứ bị sao, bị treo cột à, rồi sao, bị đóng kín ở trong cái màn vô minh phiền não si mê. Cho nên là qua cái hai cái đoạn này đó, chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật à, để rồi sao chúng ta tự quay lại phản tỉnh à, chúng nhìn lại chính mình à, nhìn lại trong cái thân ngũ quẩn này nè, nhìn trong cái sắc quẩn này nè à, quán sát cái danh quẩn này nè à, để mà mình thấy được à, để mà mình bắt đầu tìm cách mình thoát ra mọi sự khổ đau à, thì lúc đó chúng ta mới có sự nỗ lực để mà tu tập à, còn nếu mà chúng ta cứ an trú ở trên cái sự khổ của thế gian này à, thì sao, chúng ta còn sẽ bị vòng quay sanh tử luân hồi à, còn bị chi phối bởi vô thường khổ vô ngã à, không biết bao nhiêu kiếp sống nữa à, đó, cho nên à, qua cái à, lời dạy của Đức Phật trong cái phần chánh kinh à, cũng xin giải thích à, chia sẻ với quý vị à, đôi điều à, và chúng ta phải cố gắng nỗ lực à, học hỏi à, rồi nỗ lực tinh tấn à, để mà tụ tập để tạo được nhiều cái thiện sự với cái mong muốn là vượt thoát ra à, vượt thoát ra khỏi cái thế gian này à, vượt thoát ra khỏi những cái khổ đau à, vượt thoát ra khỏi cái vòng quay sanh tử luân hồi à, thì à, chúng ta mới có sự nỗ lực để mà tu tập à, không nên dễ vui thì à, sẽ được à, giải quyết phước báo này. Cầu mong Tùng Đức nghe à, kính chúc và quý Phật tử nhiều sức. Khỏe an vui. Và cái bạc không bị cũng xin dễ ngày chỉ như quen thì cũng xin sinh hoạt thời gian à, đến khi nào thuận tiện thì sẽ trở lại để à, sinh hoạt trong đạo tràng. Thì à, trong thời gian vừa qua đó thì cũng à, có xây dựng hai cái phòng à, cho chư tăng, nhưng mà rồi có làm thêm một cái phòng khách với cái nhà ăn cho chư tăng luôn à, thì à, cũng được quý Phật tử hỗ trợ trong cái vấn đề tài chính à, với cũng có nhờ sự hỗ trợ đó mà đến nay công trình cũng tạm ổn à, và thì về tài chính thì nó cũng còn thiếu thốn, tại vì phải làm cho hoàn chỉnh à, với cái phần mà nhà vệ sinh rồi làm đắng xung quanh cái
cái sân cho nó. À thì có thủ ảnh à. Tri ân à, vị đã giúp đỡ hữu ích gì đó phước báo mong an vui à, và chính những phước báo này sẽ hỗ trợ vị à, tu tập tạo được nhiều những cái kinh nghiệm quý báu à, trí tuệ phát triển để đi đến nơi giải thoát trong ngày vị lai à, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời kính cung thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý vị cùng à, thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Dạ, sa thú đành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay để chúng con nghe và hiểu để hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, cảm ơn Châu Khoan, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, không biết đạo tràng nghe đoạn sau thượng tọa Pháp Thanh quý vị nghe có rõ không? Sao Nhật Quỳnh nghe tiếng được tiếng mắt nên Nhật Quỳnh cũng không hiểu sự nói gì. Không biết quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Mình à, con xin thay mặt đạo tràng à, thỉnh à, thượng tọa Pháp Thanh và dùng à, tạm tách nước ở tinh thất thiện hữu và Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, quý vị nghe nha, ngài nói động sao rõ thì kính mời bàn tay quý vị có thể chia sẻ à, hoặc hỏi bài học ngày hôm nay. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Nhật Quỳnh nghe động sao sư nói, nhưng Quỳnh nghe không có rõ vị đức đoạn. Dạ, thì chị nghe nói là xây cọc rồi xây nhà, xây gì đó. Dạ, đại khái vậy. Mà sao thì nghe không có rõ lắm. Dạ, Châu Phan nghe rõ không? Dạ, Châu Phan có cái gì trong cái bài giảng ngày hôm nay không? Thì kính mời bàn tay Châu Phan có tên, có thể hỏi thượng tọa Pháp Thanh không? Hello, Châu Phan. Dạ không ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời quý vị có thể đặt những câu hỏi trong bài giảng của sư ạ. Hoặc là có thể hỏi ngoài đề tài bài giảng một chút thì sư Pháp Thanh cũng hoan hỷ trả lời. Kính mời bàn tay quý vị ạ. Quý vị hỏi đi, dạ, sư dùng nước sư sẽ trả lời. Sư trả lời câu hỏi quý vị ạ. Dạ, Kim Nhung có câu hỏi không Kim Nhung? Alo, Kim Nhung, Hồng Mai, dạ, quý vị nào có câu hỏi không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Kim Nhung còn đó không? Alo. Dạ, Kim Nhung có câu hỏi xin mời bàn tay nha. Dạ, mời Kim Nhung. À, dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị. Dạ, con thấy Huynh Châu Phan có câu hỏi vậy. Huynh Châu Phan có ý kiến nha. Dạ, em xin xuống mic. Dạ, em mời anh Châu Phan ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Đà Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Cùng đảnh lễ ngài Phật giá. Ngài Y Đức cùng chư thiên hữu trong rung các bà cũng như các cô tu nữ, các đạo hữu trong rung hiện diện, con chúc tất cả được ăn lành. À, cái câu hỏi này nó cũng
Tôi cũng hỏi đi ha. Hỏi bạch ngài, mình bố thí đó, mình tự mình bố thí, cũng là mình tự bố thí thì ví dụ như mà mình đưa cho gia đình làm phát trận, trong gia đình mình ở nhà phát trận với một người đưa cho chùa phát trận, cái tâm lý cái người mà đưa cho chùa phát trận á, cái tâm lý thì con nói vậy, con nghĩ vậy, con nói vậy thôi, là cái người đến chùa người ta nhận cái phần quà đó, mong rằng người ta biết tam bảo. Thứ hai nữa là con đọc sách báo với chư tăng dạy, mình cái người mà đến chùa mà nhận cái phần phước đó, cái phần bổ thí đó, nếu mà người ta trong sạch, người ta nghĩ đến tam bảo đó, thì người ta trích cho một phần, trích cho một phần nhỏ cúng dường lại cái chùa để tạo cái duyên lành để đảm bảo. Thì cái đó là con nghĩ vậy đó, nên con thường thường đó, xa xưa thì con đưa cho gia đình làm, nhưng mà thường bây giờ cũng khoảng thời gian dài con đưa cho dạ con xin lỗi, con đưa cho chùa làm. Còn có một người trong gia đình á, anh em con cũng 700 người, ta nói đưa cho Phật tử, cho dân chùa mình làm, để cho gia đình có phước. Chỉ làm phước mình làm chỗ nào cũng được bố thí, gọi là mình cha phát trận chỗ nào cũng có phước chứ. Nhưng mà cái phước thù thắng nhất theo con nghĩ á, để tạo nên cái chùa đó, để cho có cơ hội người ta đến, người ta làm phước luôn, người ta nhận cái phần quà đó, người ta biết nghèo, ví dụ như nghèo, bây giờ mình nghèo mình mới bị nhận cái gì, nhưng mà có phước mình mới hưởng. Thì bây giờ chết gia phần đó mình bố thí chùa, thì cái đó là bố tam bảo. Còn hầu hết đó, mình đến cái chùa nhà mình nhận quà đó, hầu hết cái người đó không có, người ta nói tôi nghèo tôi mới nhận quà chứ tôi đâu có làm phước được. Đó là cái điều hai, cái điều con suy nghĩ. Thì câu hỏi đặt ra rất là rõ ràng là cái pháp nào thù thắng nhất một người Phật tử là cúng dường bằng cách là đưa cho chùa để mà phát, hay là tự mình đưa cho gia đình mình ở nhà phát trận, cái nào phụ thuộc hắn nhất? Dạ con sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì khi mà chúng ta tạo những cái thiện pháp, những cái thiện sự với tác ý, với trí tuệ, hiểu biết, và sao? Cả đầy đủ cả thân khẩu ý. Rồi cái tác ý phải hoan hỷ trong ba thời: trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Nếu mà chúng ta làm đầy đủ như vậy đó thì cái phước báo nó sẽ thù thắng. Đó là cái gọi là tâm gì? Tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Nó sẽ cho cái quả rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà cái người mà làm được như vậy đó thì phải có sự học hỏi, hiểu biết, phải cái trí tuệ phải mạnh mẽ thì mới được. Còn có đôi lúc bây giờ cái trường hợp á là mình không thể tự mình làm được, mà mình có thể mình hùng phước, mình hoan hỷ trong cái thiện sự đó, thì nó cũng có phước, nhưng mà cái phước nó sẽ kém hơn, là như vậy. Rồi á, trong cái phước vật
Vì sao? Khi mà chúng ta cúng dường Tam Bảo, gì đó, người ta nói gì, xây chùa tạo tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm đó. Thì khi mà chúng ta tác ý mà chúng ta làm những cái thiện sự để mà phục vụ cái Tam Bảo á, thì cái phước nó cũng rất là lớn. Hay là hoặc là cái phước mà chúng ta phát tâm trong sạch để làm lễ dân nghi, thì nó cũng là những cái phước vật cũng thù thắng đó. Với điều kiện là mình làm với cái trí tuệ hiểu biết, với cái tác ý mạnh mẽ, đầy đủ ba thời đó. Và cái vị mà làm chủ lễ dân y này đó, thì cái có cái nhân duyên, cái điều kiện để đi đến cái giải thoát, là sau này nếu mà tạo trữ đầy đủ những cái công đức phước báo á, thì sẽ xuất gia bằng cách là thiện lai tỳ khưu, rồi đạt được thánh đạo thánh quả để giải thoát. Còn nếu mà cái vị này đó, mà nếu mà chỉ làm cái chủ lễ dân y mà không có cái hướng đến cái tạo trữ các cái pháp độ để mà đạt được thì giải thoát, thì cái trong dòng luân hồi á, thì những cái chúng sanh này đó, đã tạo trữ công đức á, là không bao giờ mà bị thiếu thốn về y phục. Thì đó, mỗi cái phước mình làm á, nó có một cái phước riêng, nó có phước. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm, chúng ta có sự hiểu biết, rồi chúng ta làm với trí tuệ, với sự tác ý mạnh mẽ, suy tư đầy đủ trọn ba thời đó, thì như vậy đó, thì cái phước nó thù thắng. Rồi nếu mà tự thân mình làm tròn đủ thân khẩu ý, thì cái phước nó tròn hơn, nó mạnh mẽ hơn. Hay là mình nhờ người khác làm á, nhưng mà mình cũng đặt cái niềm tin, rồi mình cũng có cái hoan hỷ với cái thiện sự này, thì mình cũng có phước. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của Quỳnh Châu Phan, và chúc Quỳnh nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, alo, alo. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Cô Nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, con thưa sư, thực sự thì cho đến đến giờ phút mà tụi con học cái bài này, thì tụi con cũng càng hiểu hơn về cái sự khổ và sự thoát khổ mà theo giáo pháp của Đức Phật. Trước đó thì tụi con nghĩ là con và các bạn đạo ở trong đạo tràng này, mình cũng hiểu được cái sự khổ, nhưng mà chúng con cũng chỉ hiểu được cái khổ ở cái mức thế gian, tức là mình thấy cuộc sống mình quá khổ, khổ về đủ thứ hết, giống như là mình đang ở trong biển khổ. Mình khổ về bên ngoài lẫn trong thân tâm. Chính bản thân con cũng thấy như vậy. Và chính vì vậy mình mới đến với Phật giáo Nam truyền, rồi mình học pháp và hành pháp. Thì mình trong quá trình mình học pháp hành pháp, mình cũng cố gắng mình làm những việc thiện như là 10 phước nghiệp sự, rồi tụi con cũng cố gắng là về giữ giới, rồi hành thiền, rồi bố thí.
Nhưng con có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ như vậy, là trong quá trình mà mình giữ giới như ngày hôm nay là bát quan trai giới á, thì có những điều mà tụi con làm chưa có trọn vẹn. Ví dụ như là khi ở giới thứ bảy á, thưa sư, là mình không múa hát, thổi kèn đờn thì tụi con làm được, con làm được. Nhưng mà phần mà nghe múa hát, nghe nghe đờn kèn thì cái phần này á, thì về bản thân con thì con thấy con mình làm chưa có tốt, là vì con sống ở trong cái môi trường mà xung quanh là dân lao động, họ cũng múa hát, họ coi như là cứ đêm đến thì là nhạc sầm hết, rồi có khi cả ban ngày nữa, những ngày thứ bảy chủ nhật là ban ngày nữa. Mặc dù mình không tác ý là muốn nghe, nhưng mà những cái âm thanh, những cái lời ca đó nó cứ dội dội vô mình. Thì như vậy mình có, con có bị, mình có bị là phạm cái giới này hay không ạ? Con cũng chưa hiểu cái điều này, con kính thỉnh sư giảng giải giúp. Với lại một câu nữa là trong cái cuộc sống mà mình bình thường như vậy này, thì cũng có những lúc mình đau yếu bệnh hoạn thì mình phải uống thuốc, rồi coi mình phải đi tập thể dục cho người mình nó khỏe lên. Thì như vậy mình có phá vỡ cái quy luật tự nhiên không? Quy luật tự nhiên là phải sanh lão bệnh tử, nó đi theo cái chiều đó, nhưng mà mình lại cố gắng để mình làm ngược cái đó, là mình uống thuốc, mình đi làm thể, mình đi tập thể dục, tập thể dục đơn thuần thôi, chứ không phải tập thể dục làm những cái gì mà nó cao sang hết, mình chỉ tập thể dục bình thường. Thì như vậy mình có đi ngược với tự nhiên không? Con cũng không, chưa rõ cái điều này. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con để con hiểu hơn ạ, con thực hành tốt hơn ạ. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Tại vì mình chưa hiểu sâu, mà rồi mình chưa có xem các cái chi pháp ở trong các cái giới đó. Thành ra mình còn bâng khuâng, còn hoài nghi trong cái sự thực hành của mình. Thì bây giờ sự thật ra đó, ở đâu nó cũng vậy à, không riêng gì chỗ cô Kim Nhung đâu, mà ở ngay cái tỉnh thất của sư cũng vậy đấy nè. Cô biết là ngày bây giờ không có nói được, chúng sanh ở thế gian mà trời, có nhiều bữa hả nó hát karaoke mà nó không để bên nhà nó, mà nó quay cái lò qua bên mình á, cô biết mà nó mở hết mức mà cái cửa sư đóng mà nó dội dội, nó dội dội muốn thiếu điều, muốn tức ngực nha. Không, rồi không có nói sáng trưa chiều tối gì đó, nó hát tới chừng nào mà nó hát hết nổi nó hát hết nổi rồi thì nó mới nghỉ thôi. Còn không thôi là nó cứ hát hoài, rồi chưa kể mà đám ma, đám dỗ cũng hát, đám cưới sinh nhật cũng hát, mà đám ma cũng hát, nó là hát tối ngày sáng đêm, rồi càng tay kéo rồi thôi đủ thứ. Thành ra đó bây giờ mà nói mà kiếm một cái chỗ nào mà thật là yên tĩnh, không biết là đi kiếm ở đâu có. Có nước là lên tới tuốt lên đỉnh Everest hay sao ấy, chứ còn mà ở đây thì bây giờ cái thế gian này là chỗ nào nó cũng vậy á. Nhưng mà đó, mình coi lại trong cái âm thanh nó đến đó, mình đón nhận nó bằng cái gì, mình đón nhận bằng cái tâm gì. Nếu mà mình đón nhận những cái âm thanh đó với cái tâm mà dễ vui, hoan hỷ, thích thú, thì mình phạm. Hay là hoặc là mình bực bội, mình sân hận, thì cũng là cái tâm ô nhiễm. Cho nên á, là chúng ta kể nó, âm thanh là âm thanh,
cái chuyện của thế gian này nó nói vậy á, mình muốn cản trở mình cấm cản nó được đâu. À, thành ra mình cấm cản gì? Mình cấm cản cái tâm của mình ấy. Mình cấm cản cái tâm mình quan sát, cấm nó viên phan theo cái tầng cảnh bên ngoài, cấm nó bực bội với đối tượng đó. Khi nào mà nếu mà mình thích thú, mình phan duyên theo trần cảnh làm phạm, thấy không? Đó, tại vì sao? Cái mình phải biết là cái âm thanh, rồi sao? Mà cái ca đờn kèn rồi đó. Nhưng mà mình phải có cái sự hướng đến, mình lắng nghe, mình thích thú đó. À, là gì? Cố ý. À, khi mà mình cố ý, mình vui thích, à, thì mình mới phạm. Còn mà mình không cố ý thì mình đâu phạm, phải không? Bây giờ cái chuyện của nó hát, mình đâu ngăn cản, mình đâu có bắt nó tắt được, không? Đó, cái chuyện của nó là nó của nó, của mình là mình phải giữ, mình giữ ở trong tâm mình, nhà mình giữ, mình đừng lăn xăn đi qua nhà hàng xóm là không được. Đó. Cho nên á là khi mà mình biết như vậy, còn nếu mà nó ca, à, mà mình không có cố ý mở nha, à, mình cố ý mở lên để mình nghe, nhưng mà người ta mở, hoặc là mình đi trên xe, à, bây giờ cô thấy đi trên xe buýt, đi trên xe khách rồi đó, nhiều ông tài xế ổng cũng mở lên, nhưng mà ổng mở lên không phải ổng mở lên cho mình nghe, mà ổng mở cho ổng nghe. À, nhưng mà vô tình có những cái đoạn nhạc, à, những cái bài mà cái bài mà hồi xa xưa, hồi thời còn trẻ rồi ha, à, mình thích á, tự nhiên bắt đầu nó gợi lại, mà nó lôi cuốn cái tâm mình á, à, nó lôi cuốn cái tâm mình nhiễm đắm trong đó thì mình phạm. Còn mình không có thích gì hết, cái chuyện của ông mở, tôi là tôi ngồi tôi chỉ biết vậy thôi, tôi không có nhiễm đắm theo, không bị lôi cuốn, không có tác ý, à, để cái tâm mà chạy theo cái đờn kèn này thì mình đâu có phạm. À, trường hợp mình cố ý mình mở lên mình nghe, ha, mình sai đắm nhiễm theo thì cái đó mình phạm, thấy không? Đó, bây giờ ở đời nó khổ lắm. À, bây giờ mà nói mà giữ mà cho trọn vẹn mà ấy ra, không có ở đâu mà có hết. À, chỗ nào cũng vậy, đừng nói ở thành thị thôn quê, bây giờ là không có chỗ nào mà hoàn toàn mà yên tĩnh hết trơn. À, cái năm 2002, đầu năm 2002, cô biết là sư về ở ngoài Quảng Nam Đà Nẵng, đi lên tuốt ở trên cái đỉnh, ở trên núi Bà Nà. Mình tưởng thôi trên núi nó yên, không có yên đâu. Trời ơi, bắt đầu 5-6 giờ chiều rồi hả, là bên này thì nó đốt lửa trại, nó nhảy, nó múa, nó ca, nó hát. Bên kia thì bắt đầu nó mở hát karaoke rần rần lên. Mày sư nói thôi, thì bây giờ tụi bay làm việc, tao phải ngủ. Rồi, mình vô ngủ, cái nó hát đã đợi tới chừng 2-3 giờ khuya đó, là nó ca hát, nó nhảy múa luôn, nó đã thèm rồi, lúc đó nó mệt rồi, ngủ sải lại hết. Thì lúc đó không gian nó yên tĩnh, thì mình ra mình nói, mình hành thiền vậy thôi. Chứ giờ mà nói mà kiếm một cái chỗ nào mà hoàn toàn mà yên tĩnh là rất là khó. Vậy đó, thành ra đó, cái phạm không phạm là mình tự phản tỉnh, mình nhìn lại trong cái tâm mình, à, mình đón nhận cái đối tượng, à, cái âm thanh này đó với cái thái độ như thế nào, với cái tác ý gì. À, nếu mà mình đón nhận với cái tâm đắm nhiễm là phạm.
mà mình bực bội, mình khó chịu, mình rực cái, mình sân hận với đối tượng, thì cái tâm mình nó cũng bị ô nhiễm. Nè, còn cái chuyện đó, à bây giờ nó là nó, à mình đừng có thích nó mà cũng đừng có xua đuổi nó, kệ nó, kệ mồ nó hát đi, nó hát rồi, nó hát nó đã rồi, thì nó hết, không? À đám dỗ thì nó hát nguyên một ngày thôi, không? Còn đám ma thì nó hát nhiều lắm là 7 ngày, càng sống rồi nó đánh rồi càng tay rồi, ôi, nhạc ta nhạc tay gì đó nó làm rần 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 lên, thì cùng lắm cho mày nhiều lắm là 10 ngày, giàu có chức quyền lớn lao là 14 ngày, 2 tuần, nửa tháng rồi nó cũng hết. Chứ không lẽ nó hát luôn 365 ngày hả? Không, thành ra thôi, cái chuyện của nó là của nó, cái chuyện của mình là chuyện của mình. Mình ráng mình lo, mình phản tỉnh, mình lo, mình xem xét cái tâm của mình, à, để mình gìn giữ, đừng có bị phan duyên, bị lôi cuốn, mà cũng đừng có bực bội, à, đừng có sân, khó chịu với đối tượng là được. Thì vậy thôi, đơn giản. À, bây giờ mình ráng mình phòng hộ, mình gìn giữ, à, cái tâm của mình, à, thì mình sẽ không phạm. À, xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung. À, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô A Di Đà. Tam thưa sư, đã kính tri ân sư đã con hiểu hơn về cái mình giới thứ bảy. Nhưng mà thưa sư, con còn một câu hỏi nữa là cái việc mà mình tập thể dục và mình uống thuốc để cho sức khỏe mình nó tốt hơn để mình tu tập, thì như vậy mình có đi ngược với tự nhiên không đó thưa sư? Dạ con cũng kính thỉnh sư giải thích để con hiểu hơn ạ. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Ga Giá. Thì khi mà mình bệnh, mình uống thuốc nó là cái quy luật tự nhiên rồi. À, chừng nào mà mình tác ý vậy, trời, hổng rài ăn uống thiếu chất quá. À, bữa nay hơi ốm. À, bây giờ phải uống thuốc bổ rồi vô, ăn đồ bổ rồi vô, bồi dưỡng rồi lại đó, thì cái đó là không được. À, à nhưng mà bây giờ trời ơi nó đau nhức quá, nó hành hạ đau nhức quá, cái thân mà nó bị đau nhức thì nó cũng ảnh hưởng cho tâm. À, thì bây giờ mình uống để mình khống chế, để giảm thiểu cái khổ đau này. À, để chi? Để mình ráng mình lo mình tu tập. À, thành ra đó, khi mà Đức Phật trong bài kinh mà dạy các tỳ khưu phải quán tưởng khi thọ dụng đó, à ăn không để cho phải để cho mập cho mạnh, à ăn không phải để dưỡng sức, à trang điểm thân sắc như phụ nữ, à như những cái người hát sướng, à mà ăn để duy trì cái thân mạng này để tu tập. À, uống thuốc không phải để cho có sức mạnh, à như người lực sĩ, à mà uống thuốc để có sức khỏe, để khống chế giảm thiểu sự khổ đau, để tu tập theo cái con đường cao thượng đó. Thành ra đó, khi mà mình uống, à khi mà mình sử dụng thuốc men, à thì mình cũng vậy, mình coi mình sử dụng với cái gì. À, mình muốn hay là mình cần. À, nếu mà mình muốn thì thôi, mà nếu cần thì phải dùng. À, đó, bây giờ mình tập thể dục,
Mình muốn tập thể dục để cho nó mạnh khỏe, hay là mình cần tập thể dục để vận động cơ thể? Tại vì các cái oai nghi nó cũng phải điều hòa. Bây giờ mình ngồi thiền hoài cũng đâu được. Thành ra đó, có những lúc phải thay đổi oai nghi, có những lúc cũng phải vận động để điều hòa các cái điều kiện ở ở trong thân mình. Thì cái chuyện mà thí dụ như bây giờ á, mình mỗi ngày mình tập thể dục 5-10 phút để vận động, để máu huyết nó lưu thông, để nó không bị ứ trệ, nó đau nhức thì khác. Còn mà bây giờ mình đi vô mấy chỗ mà có các cái máy móc đồ dụng cụ rồi đó, mình tập để cho thân hình nó tráng kiện, mập mà khỏe, khỏe mạnh thế này thế khác, thì cái đó là không. Còn ví dụ mình có thể mình vận động những cái cách để mà cho cái cơ thể mình á nó hoạt động để điều hòa cái oai nghi, thì cái chuyện đó thì không có phạm. Chừng nào mà mình đi tập thể lực đồ này kia nọ ha, vận động này kia nọ đủ thứ chuyện á, thì mới phạm. Thành ra có khi ví dụ như mình không có điều kiện, mình đi bộ thì mình chạy trên cái máy để mình vận động thì cũng được, nhưng mà mình chạy mình chú tâm vô giống như mình đi kinh hành vậy đó, giống như mình đi bộ vậy đó. Mình điểm mặt bước trái bước, mặt bước trái bước đó, thì cũng vậy thôi. Còn cái mà mình đấm nhiễm vô đó, phải tập cho nó vận động rồi cho nó khỏe, phải tập như vậy thế này để cân thân hình nó cân đối, nó đẹp này kia nọ, thì cái đó là không đúng. Mà còn ví dụ mỗi ngày mình tập chừng 5-10 phút, nửa tiếng, mình đi bộ hoặc là mình đi kinh hành kia thế này thế khác để thay đổi cái oai nghi, để cho nó điều hòa trong cái thân thể mình, thì cái điều đó là tốt. Mình bệnh, bây giờ có những chứng bệnh phải uống thuốc, thì mình phải uống để gì? Để ngăn ngừa cái sự khổ, để khống chế, đè nén cái sự khổ nó giảm bớt, để chúng ta mới tu tập được. Không? Chứ đừng có uống thuốc bổ cái gì đó, bây giờ nó bài đủ thứ chuyện, thuốc bổ rồi thực phẩm chức năng đủ thứ, thôi trời ơi, nó quảng cáo rồi đủ thứ hết. Mà mình cứ chạy theo nó là mệt lắm chạy theo nó riết cũng xỉu luôn cái gì nó cũng vừa phải. Và sao mình nhớ luôn luôn là mình tự hỏi bây giờ mình cần phải uống thuốc hay là mình muốn uống thuốc, hai cái nó khác nhau. Mình muốn uống để cho nó khỏe mạnh, để cho nó hồng hào mà thế này thế khác, là cái đó là tham. Nhưng nhu cầu cơ thể bây giờ cần phải uống thuốc để gì? Để điều chỉnh cân bằng đất nước lửa gió, thì cái này là cái điều cần. Mà xét thấy cần thì mình phải làm nha. Bây giờ trường hợp mình đang ngồi thiền, không, mình đang ngồi thiền, nhưng mà bây giờ cái nhu cầu của cơ thể nó cần phải giải quyết để tháo nước ra, hoặc là để giải tỏa một cái vấn đề nào đó. Bây giờ mình nói không, giờ này là giờ ngồi thiền, không đi đâu hết á. Chừng nào hết giờ thiền
mới đi, thì cái đó gì, cái đó là mình chấp thủ rồi. Bây giờ cái nhu cơ thể cần phải giải quyết nhanh chóng cái vấn đề này nè, chứ không nó bức bách à, mà mình không chịu giải quyết mà mình ngồi đó mình chấp vô cái ngồi thiền thì nào hết giờ ấy thì sao. Bây giờ mình ngồi á, mình ngồi cũng được, thấy không? Cái thân thể mình nó đâu có ổn đâu mà ngồi. Cái sắc quẩn mình nó đang thọ khổ, nó bức bách, nó rực rãi, nó khó chịu à, thì tốt nhất thôi mình đi giải quyết cái vấn đề này cho nó qua đi, rồi mình tiếp tục mình ngồi, có gì đâu. Mình không nên rơi vào những cái chấp thủ biên kiến à, mình sống trung đạo à, những cái gì muốn cũng không đúng à, nhưng những gì cần thì chúng ta cần phải, cái nhu cầu của cơ thể cần thì chúng ta phải làm để đem đến cái sự quân bình ổn định à, cho nó an ổn thì chúng ta mới tu tập được tốt. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc con nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy ạ. Bích Tha giá, dạ chúng con kính tri ân Thượng Thọ Phật Thành, con thấy Kim Nhung đã kính tri ân sư rồi. Dạ Nam Mô Bích Tha giá, dạ cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Dạ cảm ơn những câu hỏi của Kim Nhung, câu hỏi của Châu Phan. Dạ Quang Thanh có câu hỏi không? Thiện Vũ có câu hỏi không? À mời Kim Nhung nha. Dạ alo Kim Nhung, Khai Nhật Quỳnh thấy bàn tay Kim Nhung, phải thượng Kim Nhung còn câu hỏi không? Nhật Quỳnh thấy chắc trên room là không có, không còn thắc mắc, không sao. Nhật Quỳnh thấy bàn tay. Dạ, vậy là Kim Nhung còn câu hỏi. Nhật Quỳnh thấy bàn tay nên tưởng đâu như Kim Nhung còn câu hỏi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Hồng Mai. Alo, Hồng Mai có nghe được không? Nguyên Tịnh có nghe được không? Quý vị có câu hỏi không? À, có Nguyên Trang. Dạ, mời Hồng Mai nha. À, mà anh chào Nguyên Trang dự vào đạo tràng. Dạ mời ông. Dạ con kính đảnh lễ Văn Hoa Tâm Bảo, con kính đảnh lễ sư Phúc Thanh. Dạ chị Nhật Quỳnh làm em bối rối, em cũng chưa có cái định hướng hỏi cái gì thì à, thôi là dạ sư sư thì con có một vấn đề hơi thắc mắc là như này. À, như là con theo con nghĩ đó, trong những cái ngày vừa qua đó thì có những cái trường hợp mà một vị trưởng lão mà giảng về thiền thì có một vị sư thì thắc mắc và mời một cái vị trưởng lão khác có ý kiến đó, thì theo những cái những người Phật tử mà những bạn đạo của con mà những vị đã tu lâu năm đó thì à, mọi người cứ kiến rằng là nếu mà còn những cái trong tăng đoạn mà có những cái sự thắc mắc gì về cái sự giảng pháp đó, thì tốt nhất đó là nên hội họp lại để mà thảo luận hoặc là hỏi cái vị mà thuyết pháp đó xem là ý nghĩ gì, tiến trình mà giảng pháp là như thế nào để mà hiểu rõ thêm là
cái vị đó muốn truyền đến Phật tử những cái kinh nghiệm, những cái sự hiểu biết, những kiến thức về Phật pháp như thế nào thì tốt hơn là đưa lên trên mạng, cũng như đã có một dịp thì giờ chị Kim Nhung cũng đã nói về cái ấy, về cái mặt trái của Facebook đó. Thì Facebook thì con cũng thấy nó cũng có sự lợi và cũng có sự hại. Bởi vì nếu mà như mà chúng ta là đạo nguyên thủy là cũng chưa có phát triển mạnh lắm, mà nếu mà đưa những cái việc đó lên trên mạng á thì con thiết nghĩ là không nên. Bởi vì những cái đạo khác người ta sẽ nhìn vào và người ta sẽ chê trách, người ta không hiểu thì người ta sẽ chê trách, và nó không có tốt cho những cái vị mà như là mới tìm hiểu về đạo thì người ta sẽ nản. Dạ thưa sư, thì thưa sư cho con xin biết ý kiến đó là như thế nào ạ? Dạ con thỉnh sư giải đáp cùng con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Có những cái mặt tốt, nhưng mà kèm theo nó cũng có những cái điều không có tốt, không tốt đẹp. Thấy không? Thành ra bây giờ mình sử dụng cái gì? Mình sử dụng cái mặt tích cực của nó đó, để đem đến cái lợi ích, chứ mình đừng có chạy theo. Ví dụ bây giờ sư cũng phải sử dụng, nhưng mà cái mục đích của mình sử dụng để mà làm cái phương tiện để phục vụ tam bảo thôi. Còn cái vấn đề mà bây giờ á, ta chê, ta khen, ta bài xích, nó làm ta tán thán những quyền của người ta. Mình chỉ làm cái công việc của mình thôi. Thí dụ bây giờ cái nhu cầu của Phật tử cần phải tìm hiểu Phật pháp, cần phải nghe, cần phải cái thì những vị đó sẽ lắng nghe. Còn bây giờ tại vì họ không thích nghe, nhưng mà rồi họ lên tiếng, họ phản bác, bài xích thế này thế kia, thì cái quyền đó có quyền cá nhân của người ta. Mình đừng quan tâm tới cái chuyện đó, cái chuyện mà khen chê, tán thán, quỷ bán là của thế gian. Bây giờ mình chỉ làm công việc của mình thôi. Đó. Vì sư thì bây giờ cái vấn đề mà truyền bá Phật pháp để gìn giữ giáo pháp, thì bây giờ á mình không thể mà mình chỉ giảng cho Phật tử ở chùa rồi kia không. Trên cái phương tiện truyền thông thì giờ nó rất là nhiều, nhưng mà mình sử dụng cho đúng mục đích. Thành ra Đức Phật nói rằng mình nói hợp thời, nói đúng lúc, nói đúng đối tượng. Bây giờ người ta cần nghe mà mình không nói, không giảng thì cũng được. Mà còn cái hội chúng mà họ không thích, không muốn nghe, mà mình vô đó mình giảng là cái điều đó mình sai. Đó, những cái nơi mà người ta thích nghe nhạc, người ta thích bàn cái chuyện trên trời dưới biển gì đó thì chuyện đó của người ta. Mình đừng có xen vô để mình lôi cuốn người ta là không được. Còn những cái chỗ nào, những cái hội chúng nào mà người ta hướng đến, ta chú tâm,
ta lắng nghe, thì mình giảng, mình chia sẻ, mình chỉ dẫn. Đó, thì nó vậy thôi. Ở đâu cũng vậy, dù ở chùa cũng vậy, mà ở trên cái truyền thông cũng vậy. Đó, mình làm cái công việc của mình, mình làm với cái tâm là gì? Mong muốn cho người khác ta nghe, ta hiểu biết Phật Pháp. Nói với cái tâm là gìn giữ Phật Pháp, nói chia sẻ, chứ mình phải khoe khoang những cái kinh nghiệm tu tập, những cái tri kiến hiểu biết của mình thế này thế khác, thì bắt đầu nó đụng chạm. Thành ra mình cũng chia sẻ, mình cũng giảng giải, nhưng mình cần phải kiểm soát cái tâm ý mình, cái tác ý mình nói với cái mục đích gì, với cái tâm gì. Đó, thành ra mình phải hiểu như vậy. Chứ còn bây giờ thì quý vị thấy không, ôi trời ơi, thế gian này thì bây giờ nó là thiên hình vạn trạng, đủ thứ chuyện hết. Thành ra mình chỉ làm cái công việc của mình, cái công việc này cần phải làm, thì mình làm, mình làm với cái tâm tâm từ, với trí tuệ, với hiểu biết, chứ mình không có làm với những cái tâm phiền não, khoe khoang rồi tranh cãi rồi cái này cái kia, rồi cái người nghe đó cũng vậy. Bây giờ cái vị này chia sẻ, nhưng mà đó cái vị này chia sẻ giảng giải là theo cái kinh nghiệm, theo cái hiểu biết của người đó. Nhưng mà mình sao, mình cũng phải xem lại, mình so sánh với lời dạy của Đức Phật ở trong kinh có đúng không. Nếu mà xét thấy như vậy, cái vị này nó nói theo đúng theo lời Phật dạy, thì mình thực hành theo. Còn nếu mà cái vị này kinh nghiệm cá nhân, nhưng mà nó có những cái nó không hợp thì thôi, thấy không? Còn cái chuyện mà bây giờ người ta muốn tán thán, tôi muốn quỷ bán, khen, muốn chê thế này thế khác, thì cái đó là cái quyền của người khác. Mình chỉ làm cái công việc cần làm, thì như vậy vừa đủ, và thì chúng ta sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Nói hợp thời, nói đúng chỗ, nói đúng đối tượng, những người có sự chú tâm tha thiết tầm cầu muốn nghe. Chứ mình đừng có nói mà kiểu như mà quảng cáo rồi bán thuốc sân đông là kia nọ, là nói với cái tâm cống cao ngã mạn, người ta nói với cái khoe khoang, thì cái đó điều đó không đúng. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nó mua bút thà giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi trả lời câu hỏi của Hồng Mai. Dạ, cho con 30 giây. Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ, Ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hoàng Thanh. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng, do con nhận được cái bia em bất tử quá, con mắc cười quá nên con phải xin phép con trả lời. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào thắc mắc nữa không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, còn vị nào thắc mắc cứ đưa bàn tay lên. Nguyên Trang có thắc mắc không? Đưa bàn tay lên, Nhật Quỳnh nhường mic.
con bạch thư, con nghe Hồng Mai hỏi cái câu chuyện này, con nghe mà con mắc cười lắm sao? Mắc cười có nghĩa là sao? À, giáo pháp của Đức Thế Tôn thì rất là nhiều, và tư kiến người ta cũng rất là nhiều. Nhưng cái con thấy một cái điều là theo như lời Đức Phật dạy là mình nghe cái gì mình phan vội tin mà cũng phan vội bỏ. Mình nghe rồi mình suy xét lại coi có phải Đức Phật dạy không. Nếu không phải là Đức Phật dạy thì thôi mình không nghe. Dạ. Còn nếu đó theo lời Đức Phật dạy, dù khó nghe mình cũng nghe, để mình sửa cái tri kiến của mình. Có những vị giảng rất là khó nghe, nhưng mà mình nghe, mình ngẫm đi ngẫm lại, mình thấy đúng thì mình vẫn nghe. Nhưng ngược lại, mấy nay con cũng thấy cái tình trạng đó. Thì thật sự con thấy là cái điều đó không có đúng chút nào hết. Nhưng mà do tư kiến người ta, tại sao mình phải nêu lên tên một vị giảng sư, rồi mình mời một vị khác trả lời cái câu hỏi đó của vị đó như vậy có đúng hay không? Mà mình không thể, mình không có, mình đừng có nêu đích danh như vậy. Nếu mình có thắc mắc thì mình hỏi thôi. Dạ. Mà cái vị trả lời cũng hơi một chút không có điều tế nhị. Gặp như Ngài Liễu Tông ở đây mà hỏi cái kiểu đó, Ngài đuổi đi liền, Ngài không có trả lời. Dạ, Ngài đuổi đi không có kịp mà chạy luôn, xách dép chạy cũng không kịp nên chứ đừng có nói mà Ngài trả lời. Thì con thấy là do mình, bạch sư, cái câu hỏi của con có phải do mình thiếu phước nên mình phải nghe và thấy những cái tình trạng đó không, bạch sư? Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Gà Giá. Thì bây giờ nó có những cái việc đời ta nói sao? Mình có tới hai mắt, mình có tới hai tay, nhưng mà mình có một cái miệng thôi. Thành ra đó mình phải thấy nhiều, thấy những cái điều tốt đẹp, thấy những cái điều đem đến cái lợi ích, chứ mình đừng thấy chi mấy cái cảnh mà không tốt đẹp, trái ý nghịch lòng. Mình nghe cũng vậy, mình nghe những cái điều mà nó đem đến cái lợi ích tốt đẹp, nghe những cái điều mà để mình tu tập để hạn chế những cái phiền não, chứ mình đừng có nghe mà theo qua cái không tốt đẹp, lôi cuốn khoan duyên theo trần cảnh. Thành ra đó, mình nói như vậy, tục ngữ nó nói là mình phải uống lưỡi bảy lần. Thành ra đó, ở đây thì sư không có dám nói gì hết, sư không dám bình luận cứ lấy gì hết, nhưng sư nói theo cái pháp. Thành ra đó, chúng ta phải khéo tác ý, rồi phải khéo nói, mình nói đem đến cái lợi ích tốt đẹp, đem đến cái sự lợi ích cho người nghe, đem đến sự tốt đẹp, gìn giữ giáo pháp, chứ chúng ta không nên mà chỉ trích rồi thế này thế khác để làm cho cái phiền não ra đó. Có khi bởi sư thì cũng làm biến thiệt, tại vì có nhiều khi ấy sư cũng không có tham gia luôn, thôi
thời gian để mình lo công việc, rồi mình lo tu tập mà nói. Thành ra à, chỉ vì bây giờ đó là à, cũng nhiều lúc thì cũng muốn muốn thối thoát, muốn coi như quy ẩn luôn. À, nói mà theo theo cái danh từ mà à, thế gian thì nói là muốn là rời khỏi giang hồ. À, ở trong giang hồ võ lâm thì thôi đủ thứ chuyện hết nha, cho nên đó là cũng muốn không có tham gia vô nữa. Nhưng mà được cái rồi Phật tử có nhiều người cũng ấy quá, mình cũng thấy là bây giờ thôi thì cũng mỗi tuần mình nhín ra à, một thời gian nào đó để chia sẻ Phật pháp rồi cho những cái người có cái tâm tầm cầu, cái tâm mà muốn nghe. À, ra hồi đó đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài có nói à, người ta muốn nghe, muốn tìm hiểu mà mình không nói thì mình làm cho cái giáo pháp nó bị tổn giảm. À, mà người ta không muốn nghe mà mình đem cái giáo pháp mình giảng giải giải thích cho người ta đó là mình không tôn kính pháp bảo. À, cho nên sao? À thôi bây giờ ai muốn nghe à, thì mình chia sẻ. Còn những chỗ nào nó không phù hợp, nó không thích hợp, những đối tượng không thích hợp thì thôi mình tránh, mình không không nói nữa. À, còn cái chuyện mà à, các vị khác thì thôi mình không dám bàn luận, mà sư cũng cũng không biết ấp dám gì ra. Bây giờ mấy cô nói thì sư cũng 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 ấy vậy thôi, chứ giờ sư không dám nói gì hết. Sư chỉ nói theo lời Đức Phật dạy, à, theo cái pháp mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh. À, thì thôi bây giờ cái chuyện mà nói gì, à, chuyện buồn mình trả thả trôi sông vậy thôi. Cái chuyện nào nãy thôi bây giờ á, cái tâm mình á, mình để cái tâm mình cho nó nhẹ nhàng, à, an tịnh để mình lo mình tu mình học. À, còn cái chuyện mà ngoại cảnh bên ngoài đó mình giảm bớt đem vô trong tâm à, à, suy tư rồi so sánh rồi ấy rồi kia là mệt lắm. Ha, thành ra cái nào thích hợp, à, cái nào có lợi ích, cái nào mà đem đến sự an vui tốt đẹp cho sự tu tập của mình, à, thì mình giữ lấy. Còn cái nào mà nó không thích hợp thì thôi mình bỏ qua. À, vậy à, cho nên thì sư cũng xin anh chia sẻ giải thích với cô Nhật Quỳnh về cái ý vậy, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, mô bút thà giá. Dạ, sa thú hành thai và dạ, con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của con. Dạ, đây con thắc mắc một chút thôi. Có phải tại vì mình thiếu phước không? Mình mới phải nghe, phải thấy những cái chuyện giống như ở đời đó, nó trái tay trái mắt. Dạ, mà bản thân con thì con hồi trước á, con hay đi lang thang, con thấy cái gì sai thì con biết cái đó là sai. Nhưng mà con ghi để làm câu hỏi trong cái ngày của ngài Liễu Tông, để nhiều khi mời không có vị nào lên hết thì con thủ sẵn có cái vốn để con hỏi. Nhưng mà mấy lần con hỏi ngài Liễu Tông ấy, cái pháp ở đâu cũng có, không phải chui vô chỗ đó để làm chi. Thì bây giờ con không có đi nữa. Dạ, con không có đi, không có chui vô mấy chỗ như vậy nữa. Và con thấy mấy cái chỗ như vậy thì con có cái bản thân con có rất là không biết là do cái gì con không hiểu. Nhưng mà bản thân con mà con thấy dù người đó giỏi hay hay cái gì con không biết, nhưng mà nếu mà chỉ trích một người khác một cách quá đáng
thì con không nghe. Con không chịu nghe. Dạ, nghe là con trốn liền à. Dạ, dù thấy hoặc nghe gì là con trốn liền. Dạ, không biết như vậy là mình có thể tu tập được không mà sư? Tại vì ví dụ như người ta nói là mình phải đối đầu trước nghịch cảnh, nhưng mà con thì con cảm thấy à, yếu không dám nghe gió thì con trốn liền. Mà sư, con có nên làm như vậy không, hay là con phải đối diện với cái sự thật đó, mình nghe những cái chuyện đó để rồi mình phân tích, rồi mình coi mình có như thế nào, hay là mình trốn là chắc nhất sư? Dạ, con cung thỉnh sư thì chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Thì tùy theo, ví dụ như mình cảm thấy mình yếu, bây giờ cơ thể nó không được khỏe, thì mình đừng ra gió, mình đừng dầm mưa, thấy không? Đặng mình đừng có bệnh, còn ta khỏe, khỏe mạnh, cường tráng. Nghe không? Thì cái chuyện mà ra gió, người ta tắm mưa, dầm mưa gì đó là cái chuyện của người ta. À, vậy đó, tùy theo điều kiện của mỗi người. Nghe không? Bây giờ người ta có sức mạnh, người ta dám thượng đài, người ta đấu để người ta ấy này kia, ta tranh tranh đai này đai kia, giành cái hạng này hạng khác. Còn mình biết mình yếu thôi, mình định có mình có đừng có lên đó, mà rồi mình cũng đừng có xem chi nữa, xem mấy cái đó nó không có lợi ích gì hết. À, cho nên đó, tốt nhất là mình có những lúc mình phải né tránh để đoạn trừ. Mình thấy bây giờ cái chuyện đó đó tranh luận nó không đem đến cái lợi ích gì hết á, thì thôi. Mình tránh né, mình đi chỗ khác. Hoặc là mình thấy ấy thôi, mình chịu thua thôi, mình né đi, tránh đi. Có những lúc mình cũng phải né tránh. Thành ra đó 36 kế tẩu di là thượng sách. Mình nhắm về mà nó rắc rối, nó ấy quá thì thôi, mình chạy chỗ khác. Bởi thành ra đó sư không có lan man, không có dạo chơi đồ mất công lắm. Có nhiều lúc hồi đó cũng có mấy vị sư rủ vô room này room khác, room này sư thấy thôi, nội mà có cái room Phật giáo năm tiền với mấy dân cái việc cũng mệt rồi. Không có đi đâu hết, không có vô tham gia đâu nữa hết á, cho nó ấy. Thành ra đó mình phải biết mình né tránh, mình để mình giảm thiểu được những cái phiền não. Tại sao không? Hồi mà còn ở chùa thì mình thấy có nhiều công việc mình phải làm, giờ không ai làm hết mà mình không làm sao được. Mà sao mình làm nhiều á thì mình sai nhiều, tại vì mình còn phàm nhân mà mình làm á thì thế nào cũng có lỗi lầm, cũng có sai. Thành ra thôi mình biết rồi, thôi bây giờ cái nào mà kẹt lắm á không ai làm á xin ráng làm, mà còn mà có người làm mình nhường lại, mình chia bớt, mình không phải lánh nặng tìm nhẹ. Nhưng mà thôi, mình biết bây giờ sức lực có hạn, trí tuệ của mình cũng có hạn. Thành ra ba cái nào mà mình gạt bỏ được đó, mình gạt bỏ qua. Khi nào mà mình lánh né được, mình né bớt đi. Bây giờ mình già rồi, yếu rồi, bệnh tật nhiều rồi. Thành ra thôi, mình né bớt. Mình tránh tránh né bớt để cho nó đỡ, để cái tâm mình nó an ổn, mà mình mới lo học pháp
hành pháp đâu được. Chứ còn bây giờ mình ôm đờm quá, thấy không? Cái gì cũng tôi, cái gì cũng tôi. Mà cái tôi càng lớn thì càng khổ đau. À, ôm đờm càng nhiều thì càng khổ. À, dính mắc càng nhiều thì càng khổ. À, vậy đó. Thành ra đó. Bây giờ có nhiều lúc thì mình thấy nó an ổn thảnh thơi. Bởi vậy cũng tùy lúc, có những lúc mình cũng phải giảm thiểu, buông bỏ. À, có những lúc mình phải né tránh. À, có những lúc thì mình cũng thấy kể ai nói mình là lánh nặng tìm nhẹ cũng được. Chứ giờ cứ ghé dài vô gánh giác hoài. À, càng cao danh vọng thì càng dài gian nan. Mặc dù có nhiều lúc cái ý tốt mình là muốn phục vụ, nhưng mà thế nào mình cũng còn sai sót, mình cũng còn khuyết điểm. À, mai cái nào mà tốt đẹp thì người ta không có thấy. Mà có một chút xíu lỗi lầm là người ta la lôi ra, người ta đai nghiến, nói hoài. chịu không nổi là phiền não giấy động. Mà phiền não giấy động thì khổ, thành ra thôi bây giờ biết rồi, thôi bớt đi, giảm bớt đi, né tránh đi. À, kệ nó, ai chê mình cũng được, miễn mình an ổn cái tâm mình để mà mình lo tu tập là tốt. À, thì xin chia sẻ với cô ấy. Còn thí dụ những người ta có khả năng, có điều kiện, có sức khỏe, thì người ta phục vụ, người ta tạo phước nhiều thì tốt. Ha? Còn biết thôi, bây giờ tôi bây giờ già lắm rồi, yếu rồi, không dám ra gió, không dám dầm mưa. Còn mấy người còn sức, còn này kia, còn tráng kiện, còn mạnh khỏe, thì để người ta dầm mưa, người ta ra gió, không? Mình cũng đừng có suối, mình cũng đừng cản. Người ta làm theo cái thích của người ta, làm theo cái nguyện vọng của người ta. Thì cái điều đó mình đừng có xen vô, mình làm cản trở cái quyền tự do của người ta là thêm phiền nữa. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, xa thú lành thai, con thành kính tri ân sư giảng giải câu hỏi của con. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, cảm ơn cho khoan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh còn 9 phút nữa quý vị. Có vị nào còn cái nghe câu nào để hỏi Thượng Đạo Pháp Thanh không? Thì Nhật Quỳnh mời bằng tay. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh liên tiếp 3 câu rồi. Dạ, mời quý vị có thể đưa bằng tay lên để hỏi chắc khoảng 2 câu nữa được đó. Dạ, mời quý vị. Dạ, vị nào còn có điều gì thắc mắc thì đưa bàn tay lên. Nhất Nguyên Tĩnh còn trong đạo tràng không? Nguyên Tĩnh bây giờ có cầm mic được không? Nguyên Tĩnh ha, đi ngủ rồi. Nguyên Tĩnh treo áo đây đi ngủ rồi. Dạ, còn không có thấy ai có câu hỏi hết. Không có bàn tay. Thấy Nguyên Trang chạy vào rồi, cũng chạy ra mất tiêu rồi. Không ai hỏi, chắc con phải hỏi tiếp một câu nữa. Dạ, con cung thỉnh sư dùng nước để nghe câu hỏi của con và sư. Dạ, ngày hôm qua đó bà sư, đó có một người hỏi như con như vậy nè. Tại sao mà hiện tại bây giờ đó có những vị lớn tuổi có, nhỏ tuổi có. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ, mà thích nó xây dựng chùa cốc liêu đến nỗi mà phải đi vay tiền nóng
để xây, rồi có người thì xây rồi là không có Phật tử người ta cúng dường vô thì phải ra đời. Dạ, rồi hỏi con nghĩ chứ, theo như chị nghĩ như sao? Con nói con đâu có biết nghĩ như sao. Bản thân con nghĩ là rất là đơn giản. Tại vì ví dụ như thời Đức Phật thì Đức Phật và chư vị hiện thánh tăng thì coi như là bỏ tất cả để vào tu. Còn bây giờ hỏi con là tại sao, con cũng không biết tại sao. Thì con xin hỏi sư chỉ dạy tại sao thời bây giờ có những vị tu sĩ là xây các cánh đổi phải mượn tiền nóng rồi phải ra đời như vậy. Thì cái câu hỏi của con, người ta hỏi con thì bây giờ con không giải quyết được, con hỏi sư là như vậy những người Phật tử mà người ta cúng dường như nhiều để cho những vị mà xây các rồi cũng như do lời hứa này kia thì để cho những vị đó xây cất để vị đó không tu được mà phải ra đời, hoặc là lo xây cất thì không tu được, không còn tâm tu tập, là coi như mình làm hư một vị tăng. Bạch sư, như vậy ví dụ như chúng con đi mà cúng dường như vậy, có phải là chúng con góp một phần để làm hư tăng chúng không bạch sư? Và con kính nhân mít đến sư chỉ dạy giùm con để con có thể trả lời cho người ta tốt hơn ạ. Dạ, con kính nhân quốc đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Trời ơi, cô Nhật Quỳnh ơi, cô cũng thông cảm dùng sư. Bây giờ người ta hỏi cô, cô hỏi sư, giờ sư hỏi ai? Giờ sư thì chỉ có biết là hỏi trong cái giáo pháp thôi. Sư nói cái này là nói theo dựa theo kinh điển nha, sư không dám nói gì hết. Rồi mai mốt mà cô nói sư Pháp Thanh nói khổ cho sư lắm nha. Thì thật sự ra đó là có những cái bây giờ đó chư tăng phải làm những cái công việc mà không phải nằm ở trong cái chuyện của mình. Hồi xưa đó, cái thời kỳ Đức Phật thì sao, cái chuyện mà tạo tự chùa chiền cốc liêu là của hàng cư sĩ làm để tạo điều kiện cho chư tăng tu tập. Nhưng mà bây giờ đó, cái thời bây giờ đó thì người ta bận rộn trong công ngàn việc, công ăn việc làm ngoài xã hội, rồi lo bận việc lo trong gia đình, cơm áo gạo tiền đủ thứ. Cho nên bây giờ đó, là có nhiều lúc là chư tăng phải xây dựng để tạo điều kiện. Nhưng mà bây giờ mình thấy là cần phải làm cái nhu cầu, cần phải làm để tạo điều kiện để cho người tu, hay là mình muốn làm mà đua nhau làm để thể hiện cái phước của mình. Tôi có phước nhiều hơn cái này cái khác. Cho nên đó là thì chúng ta làm với cái gì, cái tâm gì thật sự cần thì mình nên làm. Đó chứ còn bây giờ á, bây giờ nói là không làm thì cũng không phải. Bây giờ á, cái điều kiện bây giờ đâu phải như hồi xưa mà mình đi vô mấy cái rừng đầu đà, vô hang động mình ở mình tu được, thấy không? Bây giờ mình quạng mà mình không
sử dụng bốn món vật dụng, không sử dụng thuốc men thì cũng được. À, cho nên là trong cái nhu cầu thiết yếu cần thiết thì mình làm. À, không mặc gì mình phải đi chạy dai mượn rồi mà kia cái nọ để mình làm. À, cái điều đó cũng không đúng. Ở trong kinh điển thì Đức Phật cũng không có cho phép cái điều đó. À, nhưng mà cái chuyện mà đó thì sư không dám nói gì hết thì thôi. À, cái quyền riêng tư của mỗi vị, ta thích thì ta làm. Bây giờ mình cũng cản được, mình cũng có khuyến khích những cái điều đó, nhưng mà mình không cũng ngăn cản được. À, thì thôi. Nhà hòa thượng Pháp Lạc nói à, dạ thì coi như ai thích gì thì tạo nấy, không? À, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu bất đắc. À, nhân nào quả nấy anh ơi. À, thì bây giờ mình ấy thôi, chứ giờ mình không có quyền bình phẩm. À, thì cái này á, cô hỏi thì sư cũng nói nhưng mà đừng có tiên truyền nói là sư Pháp Thanh nói là khổ sư lắm ha, thì sư cũng nói theo cái trong cái kinh điển rồi thôi. À, thôi những cái gì mà ấy thì thôi, ai thích làm gì thì làm, ai thích ăn mặn thì ăn, ai thích ăn ngọt thì ăn. À, tùy theo điều kiện của mỗi người. À, Đức Phật cũng không khuyên ai tất cả đều bỏ nhà bỏ cửa đi tu, nhưng mà đi tu rồi mình cảm thấy ngao ngán muốn quay lại cuộc đời thì Đức Phật cũng không cản. À, cho nên thì thôi, bây giờ mình cũng không biết. À, theo bản thân sư nha, theo cái bản thân sư thì bây giờ thôi, ai thích gì làm nấy, mình ráng mình lo cho mình thôi. À, còn cái việc của người khác thì để người khác người ta tự lo. À, thôi bây giờ và thời gian vừa phải lẽ, thôi bây giờ mời cô Nhật Quỳnh sáng nói rồi xin tụng kinh phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức Phật thể ra ngang. À, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. À, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tát Giá. Dạ, sa thủ lành thai, con thành kính tri ân lời giảng dạy của sư, và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ang ghe đà quan đề hằng ba đà phạn sum bà ruột tam ang bút thể do ca li tô đô sơ bút thâu tham ma tu tăng ma măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hằng thầm anh chánh đức vi thần và răng thầm mê vô ca li tô đổ sâu thầm mô khăm ma tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hằng sanh khanh cha được vị thoát tam ang sanh khê vô ca li tô đô sâu sanh khô khăm ma tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Phật Thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Xin thay mặt chư tăng cùng
tụng kinh phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta anuvavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha anuvavena sada soti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thai. Dạ đề quá ta sản ti vi ha ra qua chi ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham a đà nê na pa quan tu bu chi ta sa thình kha rôn tê ta vi ha đà mạnh đà lê. Thế ra cha mạch cha na qua ca cha phích kha bộ sa ra mi ca đà na ba tê u ba sa ca. Cha ma cha đề sa ni ga ma cha e sa ra sa ba na phu ta su ki ta pa quan tu tê. Cha la bu cha ye bu cha an da sam pa qua san se da cha ta a ta vô va pa ti ca. Nếu già ni căng tham ma qua răng ba tích cha tê sa ba bi đu ka sa ka rôn tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha phu ka la. Sang go ho tu samak go wa atha ya cha he ta ya cha am hai ra kha tu sap tham mo sap ba bi tham ma cha ri no put thin sam ba bu nay ya ma tham ma ri yap ba we di te. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên a trong vòng thịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay a những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân. Rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn lao phước hằng hạ xa. Tỳ khu trần luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu. Tiền nam tinh nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh muôn loại không lường, nọn thai thấp hóa khi nương pháp đành. Dạy pháp, dạy thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Đại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp.